Sở tạc trao thanh lại, bò mè pi nòng, mơi pi nòng bứng le, chương trình quăm tay không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên. Chương pi nòng hạc sườn, bưng pì cải ma há phong khánh thị, kiều chiến bình ven xanh, mè nưng cuồng bưng bón nhằn, phục hành cán bộ hội viên, hội kiều chiến bình, huyện Điện Biên. Bánh khảy ngân lang ai bộ đội bố hô, sướp tàm có phôm hanh, tảng tánh quê hương, mưa hương mà khảy mưa nả. Năm dệt Hà Phong khánh thì cựu chiến binh ven xanh hàng pì hội cựu chiến binh huyện Điện Biên thẳng thánh kế hoạch tổ chức ký kết khánh thì càng chủ tổ chức hội cánh tổ chức bình xét trần piêng mèn côn phục hành chủ Hà Phong khánh thì mở hưởng tòa quảng quảng tinh cá hội phòng nằn lưng chiến báo bo sòn hỏng chính trị hở cán bộ hội viên tạ bón nhằn khánh thì trần piêng phột phòn bánh khải tòa quảng chủ phàng ven xanh cạt kiên cấp chủ nàng vệ khánh thì khổng hồi cấp Hà Phong khánh thì khổng địa phương cánh chủ ngành cuồng khối cạt kiên Hà Phong khánh thì cựu chiến binh ven xanh cấp vệ quốc hành ép hiên các dệt tòi nết kình liêm rú hô chi mình cánh chủ Hà Phong khánh thì ứn tóp đẩy lang áo về dệt quảng sàn si khai ni trong những năm qua đấy thì hội viên minh huyện nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của thường trực huyện ủy quảng bưng pì cải ma hội cựu chiến binh huyện Điện Biên có phòng trào chiến báo nếu chưa cán bộ hội viên nho sùng hoạt trào trách nhiệm lần xưa lò Hà Phong khánh thì cựu chiến binh ven xanh bánh khảnh hân lang ai và đội phú hô cấp hoạt trào con pè sức khai pè cắt cung hội cựu chiến binh huyện có uẩn ba hội viên bánh khải luông mi biến thái chưa phân cỏ bút bồng tòi luông khải o chưa lạt bom lần nàng vía bó sòn ngân lang cách mang hở lan nóm có đẩy hồi năm dệt cứ đẩy lang đi hội cựu chiến binh huyện Điện Biên nhanh chóng hành năm dệt quy chế dần dệt chảo nàng cơ sở bứng tù cánh tùng pua hỏng cát sàn quảng chủ lan kiều chiến binh cánh chủ thản hàn dần bay tép vì sòng văn phải xếp xí họt khay mi sòng hỏi cầu xếp xàm đồng chí đẩy dần bay tin chưa bao khẩu cấp ủy sòng hỏi xếp hốc đồng chí khẩu cấp ủy chỉ bộ nặng thôn bản quảng năn mi cài sòng hỏi đồng chí men bí thư phó bí thư chỉ bộ chết xếp sòng đồng chí đẩy bao khẩu cấp ủy xã mi sóng hoài hạ xếp chết đồng chí đẩy bao khẩu đại biểu hội đông nhân dân chu cấp lại hội viên co hàn cả xuân trinh cẩn hàn một con dệt phít cứ đẩy lang tì đẩy đảng hơn nữa cánh cấp ủy chính quyền nhung sường lang tì bồn giòn nhất quần hạ pì gái ma men tổ chức hội tên tiếng sướp tàm mả pe mà tăng số côn cánh lang tì phía dệt nàng vía biển chế khổng chu cấp hội từng bát đầy tùm pua tóp đầy vía dệt khổng hội cài năn bình xét bản loại chu tổ chức hội cựt đầy vẹ sờ hàn manh hàng pì té cầu xếp hốc phân hoi hoặc cầu xếp bét phân hoi báo mi tổ chức hội yếu gian hội viên cựt đầy ven xanh hàng pì té cầu xếp hốc phải hạ phân hoi hoặc cầu xếp bét phải hạ phân hoi cho hơn hội viên đẩy cho hơn văn hóa hàng pì cướp đẩy té pét ship xàm phân hoi hoặc pét ship hà phân hoi trong cái thời gian tới thì hội viên huyện chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo các cái cơ sở hội là tăng cường cái công tác giáo dục chính trị hội cựu chiến binh huyện lưng nhẫn xanh men chùm mũ cốc tròm trong hành tầng tánh tầng bảy chè chính quyền cầm ăn an ninh chính trị tiếng ăn bản mương lại cán bộ hội viên có nhắc sùng hoàn trả trách nhiệm đẩy cấp ủy chính quyền canh dần bay tin chưa nàng tưng nàng vệ dệt hội viên cựu chiến binh lưng chư ép hiên cánh năm dệt tòi nết kình liêm rú cách mạng nhắc sùng luân hù dệt vệ lại đồng chí đẩy dần bay tin chưa bao dệt trưởng thôn bản bí thư chi bộ trưởng ban công tác mặt trận nàng chu vệ dệt hội viên cựu chiến binh lưng bánh khải ngân lang ai bờ đội phú hô
sẽ leo đi hang Via đẩy sao. Thứ ba là tích cực tham gia các cái phong trào. Nhận danh mà Pe Sết Dân xón cật cung hừng hy, men nâng quần bưng nàng Via cân sẵn. Gian cải ma, hội kiều chuyết bình, huyện Điện Biên, lân cạt kiên cấp trung ngành, đoàn thể, tổ chức lại lớp tập huấn, quần ba cán bộ hội viên sủ học kỹ thuật khẩu Sết Dân Tành Liêng. Chủ cấp hội, cạt kiên cấp chủ ngành toàn thể, ngân hàng chính sách xã hội huyện, ủy ban nhân dân chú xã, khai xếp hạ lớp tập huấn võ sòn luông Sết Dân, hở cải phát nâng hạ hỏi xếp tựa cán bộ hội viên kiều chiến bình. Tạ lang tỷ, hở chủ hội viên chốt hợp chủ dự án chương trình mà phe Sết Dân, cánh củ ngân cốc, quản lý sủ ngân cốc cứ đầy lang tỷ. Tinh ca hội, quản lý cánh sủ cài hạ xếp tỉ mặn hơn. Các hội nâng sao tổ phải dòm củ ngân, vừa hội viên kiều chiến bình dệt tổ trường. Cánh cài ban nâng xí hoi hạ xếp cho ngân hội viên đầy củ ngân cốc. Cài xàm tỉ mặn ngân quý, vừa hội kiều chiến bình ha có hôm hở chu chua hơn hội viên kiều chiến bình cắt khó củ, báu ầu tà mà. Báu co ầu tà mà nói, quay mạ phe dệt dườn. Tạ về dệt mớ hàng pì, hở té hạ xíp hoặc chết xíp côn. Dệt dườn tòi luông dệt trải tỉnh liêng phú bồng mà bè văn. Họt khai mi trầm sòng hoi trải tỉnh liêng phú bồng, ham cánh nhớ nói. Thu nhập hàng pì, dù xìa cốc thương té hốc xíp hoặc hỏi nâng sao chưa mặn hơn. Họt khai hội cứu chiến bình huyền, báu mi chua hơn ướt ra, số chuôn cạt cuồng tinh cao hồi. Nhưng hạ phải chết phân hỏi tòi tiểu trí mớ. Tặng đẩy xếp hạ đằng hơn rú hở cựu chiến bình cạt. Quần há phong, vòng hôm hành tặng tánh bản nam mớ. Hội cựu chiến bình chủ cấp, cạt kiên nhiều mặn cấp chủ bản hành toàn thể. Sẽ leo đi về chiến báo hở dân bay, cán bộ hội viên cựu chiến bình. Chóng hành năm dệt cứ đẩy lác đi xếp cầu tiểu trí. Có hôm hàng ban mực cổng đìn đòn tặng tánh hươn văn hóa, sọ bày tăng ma. Vèn xanh quần tặng tánh bản nam mớ, mi hôi kiều chân bình xã Thành Trần. Chào tổ hội viên Phạm Văn Đáo, xã Thành Yên có hôm xàm ban thưa môn đìn, vầy tặng hươn trương mầm non số sòng không xã. Hội viên Trần Văn Hân, xã Thành Trần, có hôm chết hỏi thưa môn đìn, quần tặng tánh bản nam mớ. Thì cựu chiến binh ra kế hoạch đề ra một cái là nhiệm vụ là chúng ta thực hiện. Vậy năm dệt cứ đẩy lang tỷ há phong, cựu chiến binh ven xanh, cán bộ hội viên cựu chiến binh cò chóng hanh ven xanh ba tuân ổn cón, chấp năm tỷ chủ luông tăng chính sách khổng đẳng, pháp luật khổng hơn nước. Phòng nằn cạt kiên cấp chủ há phong khánh thị, cấp hồng chính trị tà luông biến thái hàn hanh quần chu nà vệ, cấp luông bùn kiều chiến bình ven xanh có hôm hanh đình đòn tặng tánh quê hương bản mương. Đại cán bộ hội viên kiều chiến bình quảng xã có ba tôn đồn cón ha có hôm cổng hanh đình đòn vầy dệt sọ bày tăng ma tặng tánh hơn văn hóa. Gia đình tôi thì nói chung là tôi đi nhập ngũ, tôi về gia quân thì nói chung là về nông thôn thì nói chung bước đầu cũng khó khăn. Thế được đảng ủy ban làng chơ mưa bờ đồi tàu ma hươn đẩy luông phòng trà ở khổng xã hỏi co phải ngơ nó dệt dần nàng xong phải xăm hách ta nòng nòng khỏi bói cho tàng bà cắt nòng khỏi tặng cọ mù lộc bết lộc cái vừa sổ đẩy trương kín xưa vừa mi túm thu nhập. Mọi vì chuan khỏi thù đầy gian xám hoi hạ xếp chiều mặn. Riêng bí ni, tỉnh liêng khai đầy ca xưa, sương năn khỏi thù đầy cài chết hoi chiều mặn. Họt khai chuan khỏi, có mít kín mi vay, lụ tàu nhá mà cả bàn. Té Hà Phong Khánh Thị cựu chiến binh ven xanh, cựu chiến binh huyện Điện Biên trên cái năm dệt đẩy lại nàng viện mi nhia. Có hôm báo nói quần chú nàng viện.
Hà Phong đẩy trên cái tòa quảng, bày họt chu cấp hôi cánh hôi viền. Xe leo đi chu năng vía tạt ó, có phong phân mà phe xe sườn, nhận vào tiếng ản bản mương nẳng quần phòng. Cấp lang đi cướp đẩy quần Hà Phong cánh thì, kiều trên bình ven xanh, dệt tòi quam võ sòn khòng phú hô. Hồi kiều trên bình huyền Điện Biên, đẩy chu ngường hồi kiều trên bình Việt Nam, nhôm xưởng sòng băng khèn. Ủy ban nhân dân tỉnh nhôm xưởng sòng băng khèn hở thường trực hồi kiều chiến bình huyền sau ít băng khèn hở hồi kiều chiến bình chu xã cánh chu đơn vị hồi nâng chết xếp hạ cán bộ hội viên đẩy chu cấp nhôm xưởng băng khèn chìa khèn. Chư Pì Nòng Hạc Sường chăm và đơi kín rú khổng po me côn di la rú nàng bàn nằm xìn xã Trung Trải huyện Mương Nhé nhưng bỏ lại dạ cha ha và po me rú nỉ nhưng hiểm bày lại hít không tòng chăn sáng sờ khổng chừa côn chầu cuồng nằn mi bà tông khẩu mở ồ à si men nưng cuồng pưng hít cống sơ báo lụt đầy cuồng đơi kín rú diệt sườn khổng po me rú nỉ. Pì Nòng côn xì la mi án lại hít không tổng chăn sáng sờ quảng nàn pạt tông khẩu mỡ ồ à si men vàng cống sơ lằng pì nưng diệt dườn hai na cánh men ngon cơn sẵn quảng hít không cống sơ khổng po me côn xì la pạt tông khẩu mỡ lưng tánh diệt khẩu là vườn vét hòa vườn cầu lịch tờ hàng pì chơ khẩu na mua có xúc lường côn xì la ẩu bưng nguyệt khẩu xúc cốc khe khổng na mua má cống sơ bảo phú lan luông cón chơ hiệp thù tòi lang ngắm khổng côn xì la cuồng tinh cá gian dệt dườn khổng chúa hơn cánh chủm hò lưng mi luông bảy chè khổng bảo phú lan luông phú gia tạt nai ải êm vừa xin chơ lụ làn cuồng chủm hò kìn sủ khẩu nằm phớt ly năn hư bố đẩy lưng công ơn bảo phú lan luông phú gia tàn hai ải êm vương côn triền bó cái hai luông hồ trang diệt dần hãy phừa cánh lưng cung quầm bảy trẻ phủ côn hảo khăn pha phồn đét chọc chân đầy khẩu mạ ma tư chung là theo cái dân tộc Sơn La thì phong tục từ ngày xưa đến bây giờ thì năm nào cũng vẫn bạt tông khẩu mã khổng côn Sơn La té trâu té đài ma họt khay côn xin la xung khỏi vì đờ cửa dệt vầy hiểm bày thì không tòng chăn sáng sờ chưa côn trầu cứ họt mừ xếp hạ căm vườn hài vườn cầu lịch tử lò xung khỏi kín khẩu mỡ cống sơ bảo phú lan luông công ơn ải êm phở mon lộ làn hảo hàn mặn dơn báu chếp hai sàng quồng pì dệt dần đầy khẩu mạ ma tư khỏn hung chớ cái khăn sầu có khe lỏ chù côn quảng hươn pom tứn vầy khăn tánh chù tàng trường chi cống sơ khẩu chơ chai căm quảng hươn càng khuống đẩy phèo ton pẹ sờ chù tàng trường đẩy pi nong ẩu bầy cơ hồi thúc suối pẹ sờ pẹ xương trứng chảnh luông khăn tánh nền thí hỏa chờ ngắm họt tọt thần khổng lộ làn cấp bầu bú lan luông vừa côn xin la và hìa chơ bảo phú lan luông phú gia tàn nay vưng côn bằng biến mắc khen tòm trường cống sơ và ha hiền trường sủ báu vẹ sờ chế dệt hở sầu báu mặc cánh chế báu cung quầm bảy chè hai na xuân hựa hở họt gian sàm chơ tinh vên chầu hươn dệt khẩu cánh khăn tánh cho tàng trường cống sơ xương tổ bà tổ pù tổ họ rằng bản măn măn ngồ ẩu sớ hải nừng leo bồng dài sớ ban chớ tà viên tốc lỏ chào hơn cáo tam mới bảo phú lan luông lông ma ken tòm kìn khẩu mỡ tòi côn xì la chớ tà viên tốc bảo phú lan luông phú gia tàn nai bằng biến trắng chi ma cắp lụ làn đầy chùa tàng trường cống sơ chính nhớ họ
đẩy bưng con trai cuồng hơn, mưa phá quả bén mắt rằng có năn gian xàm vườn. Nhăng đối cấp bù bà, đẩy phủ nhinh bày bắt các hoài, té mưa con. Sầu lựa bưng tổ nhá ư, bi, vầy dệt trường sơ. Trường sơ, mi nò tinh cá tổ qua bén nặng phá, túc hà nặng nằm, má manh tành tàu chu tăng. Cánh lươn xưa, lò đẩy mi khẩu mỡ. Chơ trường cống sơ đẩy khăn tánh leo, chầu hơn nho khẩu mưa bồng, nặng kem chằm chi phai chính, phái sàng dương non khổng chầu hơn. Cấp côn xì la, tròm to hơn trường hò, trắng đẩy dệt khẳng chi phai ni. Chi phai đẩy dệt cuồng hơn, kem xào sùng khổng đằng hơn. Men bón hiệp bày, biểu phai hở tinh cá trùm hò, bảy chè hở chù côn. Men bón trường hò phình ún, cánh kín quân. Bồn giòn cuồng cống sơ, hư trường hò, men côn tàng nà, hở tinh cá trùm hò cáo tam. Ban sơ, mi tướm thổi nằm nưng, cánh bằng mây bóng, sùng gian xếp hạ phần. Quảng bằng, mi xá lầu. Bá bằng, ngâm bờ tòng quẩy, cánh bác xàm xề mây. Dệt tàng bé xương, ủ lầu xá. Nung dòng xuồng sửa khòng chừa côn trầu, trưởng hò cáo tam, bầu vú lan luông. Cánh tinh mét vương côn bằng biến, quần hò song. Mắt tòn hập ầu trường lụ làn cống sơ. Phở cong bầu vú lan luông lưng cùng quầm, bảy chè hở lụ làn, hảo hàn mặn sơn, chua hơn úm ình, dệt dườn đẩy má đẩy mua, tảnh liêng mả pe. Dân tộc Sinh La thì chuẩn bị cúng cơm mới, thì chuẩn bị trước sóc, sóc xong là đến ngày côn xì la xung khỏi, khăn tánh dệt khỏ mỡ, hư đẩy khăn tánh tổ họ con, họt mờ bạt tông khỏ mỡ, hư bày bắt bà bắt bù, ẩu ma dệt sáu ban sơ. Và sang ải vang leo, hư đẩy mi tổ họ nưng, tổ nổ nưng, tổ bà nưng. Và xương tinh cá ải êm, bòm vang mết leo, đẩy mi nò xong tổ họ. Song tổ pu, song tổ pa, ngom khẩu bản măn, bày bạt tông. Lẳng chơ bạt tông cáo tam mới bỏ phú lan luông, lông ma kìn khẩu mái. Nẳng hơn trưởng hò, cỏ đà pan, cánh mới pì nòng hò hang côn quảng bản, ma sum kìn khẩu mái. Chơ pì nòng ma cho mâng, khẩu ma hơn, hư đẩy bày khẩu phát tù phái tục, năm bỡ khẩu phát tù chính. Vừa tòi côn xì la, bưng côn mắc kìn mưng khẩu mớ, cắp tay hươn, bày cài phát tù ni, bảo phú trắng lé hền. Côn ma hương lại, ban khẩu hương muôn, nò nả nò tà, hư bảo phú lan luông trắng trí cung quầm, hở khẩu mạ ma tư, khẩu nằm phước ly, tìm hươn tìm lầu. Bạt tông khổng mắng ni, sầu bó tròm to, bạt nặng từng chua hơn, khổng từng chùm họt riêng. Hư nhăng hồm hôm tinh cá bản, ban bò mò bòm tổ chức, cáo tam hở tinh cá bản. Khổ năn, sầm bó nhong túm luông muồn mưng, khổng chua hơn bản khuống, tó bưng lăng đi cất đầy, lăng phí nưng dệt dần bắp mò. Quam tam đẩy tam lầu tam lùm cầu tưa, lằng mỏi tưa tam nai thiêm chi tắc sàm buống năm thọ sớ bằng mây bé xương mơi lầu. Một năm mới có một lần đua chín xong là mình lấy về cái tổ tiên của các cụ già truyền lại cho con cháu xong tất cả đầy đủ. Vì nưng trắng mi tưa nưng khẩu xúc, xương năn, ẩu ma vạm tông, hợp bảo phú làm luông.
xàm bươn chào báu kín dòm trương vay khăn tánh hở bát tông khẩu mơ ni chào đầy sáu hà u ba tô ho vay leo họt mua hiệp tù khẩu trắng bát tông hở bảo phú lan luông kín phái môn bảo phú lan luông chí cung quầm hở lụ lan bò me bản khuống hảo hoàn mặn dơn phồn đét chọc chân đẩy khẩu mạ ma tư vạt tông khẩu mỡ men nưng quầng vương hít không tổng trần sáng sờ ngân lang khổng côn si la đẩy tánh dệt khẩu mử tổ luông báu co mử tổ ngu hàng pì y men bằng cống sơ lằng pì nưng dệt dườn hay na cánh men ngon cân sẵn quầng hít không cống sơ khổng po me côn si la nàng bàn năm xin. Chương pì nòng hạc sườn bấy khay luông ba thôn uẩn cón khổng đảng viền lại pì cài ma lung lo vằn mưng côn khở mú xú bản tà lanh xã tà lanh thành phố Điện Biên Phủ báu chòm to hù trang mết mốc bồng chờ các vệ bản càn mương nhăng chóng hanh mà khay dưa sườn khói cài cạt cung ướt ra. Bưng pì cải ma lung lo vẩn măng rú bản tà lanh xã tà lanh thành phố Điện Biên Phủ để lại côn hù họt bố chồng to men cán bộ dệt phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã tà lanh lung nhưng để dần bay cuồng phồng hù họt men đảng viên côn khờ mú lưng chóng hanh dệt dườn ba tuôn uốn cón quần sủ khoa học kỹ thuật ẩu chừa phát máu khẩu dệt dườn pu bồng tảnh liềng để lang đi bến khay hùa chờ ba tuôn ổn cón khòng côn đảng tiền số ba tiền mưa dệt hở dần bay ép hiên dệt tòi tép bì sòng ban bài sàm nọ dệt vị bản càn hương lung mưng nhăng phải ngân o mả khay dệt dườn bu vồng tảnh liềng sắt xính hút nòng tảnh bà tí hay na khay quảng tìn dệt dườn ẩu chừa phát mỡ đẩy nằm nắc dùng lông khẩu bu vồng các hùa chờ sắc mắn dệt dườn hàng mử tà pha pha đét bấu cọp phồn lằng chơ dệt tỉa các cơ quan ma hươn lung cò tà lằn kèn sửa khắm chốp pèn bày hay mưa xuân sắc trong dệt dườn hột khay nọ dệt na pu khẩu chu hơn lung nhăng mi cài hách tà nưng đền hay pu mày ten pá chi đầy hiệp thù cài hách tà nưng đền hay pu cò ma cai cài pét ban thương môn xuân pu cò kiến ma xương ma thành lòng nhong đành ma uẩy cò mắc ca cài hách tan nưng nòng tành pà mọi pì hiệp thù cài xếp hạ tấn pà nhớ khải o chờ lạt té chu luông dệt dườn mọi pì chu hân lung mưng thủ ma mư té xám hỏi họt xí hỏi chiều mặn ngân kinh tế chu hân mả khầy lung cò tà luông ngài tì choi dừa po me bản khuống ngân câu chừa phăn cò búp bồng tổ tảnh liềng quần pa bò me biến thái lang ngắp tiệt dệt tòi không mương mở khảm khối cật cung ướt xa tiếng tân lộ kì có lau mưa có nâng hấp và bố một sự có mai có giác và là vì là đi mà phà gút mà yên mà bay vương pì cài ma khỏi lưng ngắm chào men đằng tiền lưng bày dệt vi bản càn mương cò để ép hiên thỏi thàm nằng lại bón luông hù trang dệt kín lườn xưa khỏi lưng trên báo uẩn pa pò me luông dệt dườn để lang tì cải nằn pò me co ép hiên dệt tòi khỏi lưng chóng hanh dệt dườn mà bay kinh tế pòm nằn nếu chưa cánh cho dừa pò me pòm năm dệt tòi pòm cằn mà khay dệt dườn em thủy mướn ngọ gư gõ môi con cán bộ là hội đồng nhân dân tăng viện xã là cái thứ nhất từ son mơ gọi mười mười con đảng viên đồng chí lo vần mưng men phàng ven xanh đảng viên không chi bộ bản xung khỏi nọ dệt địa bản càn mương đồng chí lưng chóng hanh sắc mắn dệt dườn lưng ta tuôn uốn cón cuồng chu há phong không tiểu phường lần xưa đồng chí lưng bày sở rú trầm
bồng chờ cho dừa chu hân cặt cuồng bàn té tù chừa phân ngân cốc bò mè có tương bát hợt gần khảm khói cắt cũng ở xa. Lang tỷ cơ đầy nặng lại địa phương bế khay nàng việt dệt ba tuôn uốn cón khòng tàng tiền men bò mè chu chừa nòi côn có phong phân nhớ hường cuồng phìa trên cái chú lung tang khổng đảng chính sách pháp luật khổng hơn nước khẩu đơi kỳ rú dần bay lần xưa lò vịa mà khảy dề dườn khảm khói cắt cung ướt xa phỏng bò mè chù chừa nòi côn vịa biến thái lang ngắm việt dệt có cho dừa lại chú hơn bò mè chù chừa nòi côn bi đơi kỳ rú nhổ bảng xưa bò mè sầm tiền chừa năm tòi lũ ở ba khổng đảng hù chảnh cù nỉ sương nằn bưng bỉ cải ma lung lo vắn mưng phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tà Lanh thành phố Điện Biên Phủ lưng bến khay luông ba tuôn uốn cón khòng tàng tiền bền phàng ven xanh cuồng há phong vỉa dệt chóng hanh dệt dườn khảm khói cắt cung ứ xa bòm cắp dần bay cuồng phồng cóp hôm ngân tiên cổng hanh khẩu há phong tàng tánh bàn na mở nằng bàn khuống. Chương trình quan tay không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên hot nhì dò sang cón hèn bò thích lại bò mẹ pinong cuồng chương trình tư lằng và bò mẹ pinong chi le lau chương trình mời pinong khẩu website Điện Biên tv.vn YouTube đài truyền hình Điện Biên cánh Facebook đài phát thanh truyền hình Điện Biên chôm tạc hạc trao pinong.